Đây là video đầu tiên trên kênh YouTube CKG đúng không? Ủa, vỗ tay. Một cái thôi à? Sao rồi, sao rồi? Thế mình với con te nha mọi người nha. Nói chung là hôm nay là đây là một cái video đầu tiên trên kênh của Chicken Gang Official. Video ngày hôm nay là tụi mình sẽ chơi một trò chơi có tên là Truth or Dare. Trước khi mà mình vào chơi, mình phải giới thiệu lý do tại sao có buổi ngày hôm nay. Lý do đi trễ nữa. Tôi kể anh em nghe. Không. Ngay bây giờ chúng ta đang có một cái đồng hồ đấy là 19:34. Hẹn mấy giờ? MC VCS hẹn anh em bọn tôi vào lúc 14 giờ để set up. Và thưa tất cả các bạn, không một lời nhắn, không một cuộc gọi. 18 giờ vác mặt đến và bắt đầu hối. Chúng mày nhanh 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 đi mua bút, mua cái này cho tao. Thế tôi chứ không phải vậy đâu. Tại bà vì không bị, có quyền tại vì kẹt xe. Bị hư xe, xong rồi phải bắt kẹt xe 5 tiếng. Đúng. À không, ở dưới đó là phải lên công ty gấp mà không có gì, Xong rồi. Bắt đầu chơi đi, mình nói gì cái vấn đề. Cũng gọi là nói qua một tí về cái bối cảnh mà tại sao nó lại có cái buổi ngày hôm nay đi. Thằng này và thằng chó kia đã vào Sài Gòn nó đi chơi. Thằng này thì đi mới nọ đi Predator Fest với anh em tôi. Predator Fest xong thì anh em tôi bảo cũng chẳng gọi, nó gọi là chẳng mấy khi. Và cái việc mà quay content cùng nhau nó gọi là một cái gì đấy. Thôi anh em rủ nhau quay đó. Đừng quên subscribe cho Chicken Gang, follow Chicken Gang, subscribe Sanchen, unsubscribe Nguyễn Duy. Giải thích một chút xíu về luật chơi của ngày hôm nay thì luật chơi có hơi khác chút xíu. Là tụi tôi sẽ quay cái vòng quay ở đây. Quay đây được không ta? Có thấy không ta? Thấy phải không? Ở đây có hai cái hộp, một cái là true, một cái là dare. Còn ở đây là cái spin wheel. Khi mà cái spin wheel là quay tới người nào ấy thì người đó sẽ được chọn một là true hay là dare. Nhưng mà truth á chỉ được 3 lần thôi, chỉ chọn sự thật được 3 lần thôi. Còn thử thách á là bắt buộc phải chọn sau 3 lần đó. Tới ai thì người đó có quyền chọn là sự thật hay là thử thách. Nhưng mà chỉ được sự thật chỉ trong vòng 3 lần. Ok. Trong suốt quá trình chơi này mình chỉ được chọn sự thật 3 lần. Không. 3 lần liên tiếp chứ. Đúng, 3 lần liên tiếp, 3 lần liên tiếp. Ví dụ mày chọn cái này xong một lần là mày sẽ tiếp tục được chọn ba cái này 3 lần nữa. Hiểu ý không? À không, bắt được chưa? Ơi, thôi từ bên ngoài Nguyễn Duy. Quay cái wheel chứ nhở? Quay bánh xe nhở? À khoan. Cái spin the wheel này là tên của tụi mình nha, có nghĩa là ai sẽ ra trước, có nghĩa là bây giờ bấm quay nè. Ai dính là phải làm trước, phải chọn trước. À với lại á, ví dụ mà không trả lời được hay là không thử thách được thì sẽ phải cộng 1 hit đất. Dạ nha. Ok, cộng 5, ok, cộng 5. Dạ em hiểu rồi gì mày. Em hiểu rồi. Em không lớn. Em không có khô. Đúng rồi, wow, mình có cái vinh dự được bấm. Bùm. Tao mong từ cuối game tao không biết tao nào. Tao sẽ đợi, bây giờ chúng là ra. Ôi, không phải tao. Thằng Hiếu. Revive. Yeah. Anh qua tao nhìn nhầm qua ăn chuột. Revive, yeah. Revive. Bây giờ Revive bốc không? Cái gì? Sự thật. Tao sẽ chọn sự thật trước, có cái chữ truth. Rồi đúng có. Kiểu, mày có nghĩ là bà ấy soạn câu hỏi, bắt đầu bà ấy cho mấy câu kiểu có lợi thế cho bà ấy. Không tao. Ai là người soạn câu hỏi và thử thách cho mọi người nhá. Không đâu coi. Em ơi, nãy mang nguyên một tờ A4 đến mà. Tao đọc lên, đọc to lên. Đọc. Người yêu lý tưởng của bạn là gì? Đeo hoàn tổng. Ồ, chúng ta đến với người tiếp theo. Ê, tôi thấy quá là nhiều cái content dạng cái này ấy. Làm thế nào để thành người yêu lý tưởng của chị Mai? Người yêu lý tưởng của mình là gì? Làm thế nào để có thể trở thành người yêu của chị Mai vậy? Mình. Nhưng mà tụi nó không thắc mắc. Nhưng mà các bạn thắc mắc đúng không? Không, đéo ai thắc mắc. Ai hỏi? Ê, cần để bạn Mai, cần để tôi nói, cần để tôi nói hộ luôn này, cần để tôi nói hộ luôn để dễ vãi chứ. Ai hỏi? Cameraman có hỏi không? Cameraman có hỏi không em? Ok, bây giờ nhá, tôi sẽ trả lời hộ ngay một cái yếu tố đầu tiên thôi. Không phải người Việt Nam. Không mày tao bả không. Yếu tố thứ hai. Tao là người Việt Nam. Trái anime. Da anime. Không. Ê, đừng có tên nữa đó. Yếu tố thứ ba. Đến từ một cái châu lục mà con mẹ biển với thế giới. Sơ. Upside down. Ngược xuống. Nói chung là tụi nó chọc tôi, mọi người đừng có tin. Ôi, cho đi mà trả lời. Trả lời, tôi trả lời. Cái đó chắc là câu trả lời thì vẫn thế. Không, tự ra là thì may không có một cái gu nhất định đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là tôi thích một người thông minh. Cũng kiểu như là biết mình muốn gì. Mày quá tao ngu. Mày quá luôn tao ngu. Nói chung là người Việt Nam, người nước ngoài hay gì cũng được. Ok, như thế nào cũng được. Nhưng mà phải biết mình muốn gì. Phải
Tối nay ăn gì rồi nhỉ? Tao không nhớ hết rồi, tao ăn bún chả hay tao ăn cá. Nó vô điểm rồi. Dạ đó đó, gu người yêu của Rima là chỉ vậy thôi đó, còn mấy cái ví dụ như là gia cảnh này nọ thì cũng quan trọng lắm, quan trọng là phải biết mình muốn gì, không? Đó. Thôi tiếp đi. Thôi được à, khoan, không, Rima sẽ là người bấm tại vì tao. Rồi ok, hiểu. Phải muốn làm đéo là đồng đừng xóa. Đúng, ok. Cái máy này thấy được màn hình không em? Rõ. Ờ màn này màn OLED mà đúng không? Thấy được mà. Ai á? Ôi, chủ nhà. Chủ nhà. Ok, Nguyễn Di. Tao chọn thử thách nằm cái hít đất. Chọn đi. Nếu mày không làm được mày phải hít đất. Hít đất thì cộng 5 cho những đứa sau, như ví dụ mày mà cộng 5 cái. Cảm ơn. Mở lên đọc. Đọc to lên. Đọc lên. Đọc lên. Ê. Mày không được phép. Để người lượt trước boss STT lên fanpage. Yeah. Thằng Duy chưa có fanpage. Yeah. Mày mốt. Không, không có đổi. Không, nó có fanpage ấy. Đây. Give me the phone. Đây. Bây mày toàn follow mua sợ đéo. Dạ em hỏi chị ạ. Thế bây giờ Duy mẹo 5-7 nghìn tao follow mua. Tao là người mua hộ nó này. Phải không? Ê khoan, bóp gì bóp, nên bóp gì vậy mọi người? Ờ mà không biết bóp gì vậy trời. Bóp của ba chứ. Đây, người chứ quay màn hình ở đâu? Quay màn hình ở đâu? Chị vậy? Ê, nhìn mấy này dùng Android mày. Mấy dăm ba mấy thằng này. Mấy Android. Ôi giời Android đéo biết quay màn hình iOS ở đâu ạ. Sợ thật. Cho bà đăng đi. Đây ok. Người cũ mày chắc chắn sẽ có một đứa tên Linh đúng không? Chắc người cũ mới nhớ. Không đúng. Còn người cũ mày để tao đoán chắc chắn sẽ có một đứa tên Hà. Không. Có. Có đứa nào tên Ly không? Tôi nhớ em lắm. Bà chả hài đéo phải tao đăng. Tao đăng cái gì kiểu thèm ăn cứt quá, muốn đi ỉa người ta gì đó. Đúng rồi. Hoặc là tôi ao ước được trở thành con mẹ gì. Vâng, rất là remind tất cả mọi người. Vợ của chả làm sao cả. Chả sát thương gì cả. Trời. Cái này giờ bây giờ gầy. Ê, chuyện bình thường đúng không? Mình chứ. Mẹ thằng. Ok rồi, tắt màn hình. Tắt màn hình. Mày bấm đi. À không, tự tắt màn hình là tự. Bài 27. Duy nhiên. Bài 27. Nè ha. Bờ anh em mình phải bắt nạt Rima hiểu không? Đúng rồi, mình cứ bắt. Anh em tôi công khai luôn, bắt nạt Rima. Má em lỡ rồi. Được chưa? Sang trường chưa tất cả mọi người. Sang trường, let's go. YouTuber là cái đi. Thử thách hay sự thật? Mong gì? Ngắt hồi á. Ủa chúng ta phải vào cuộc. Sang Trần. Ôi, Sang Trần. Cái này sang An Trần mà đéo phải tao. Sang Trần với hai chữ A. Nè, sang Trần này. Chú hay đây à? Chút. Chút. Hết chút rồi. Má này xào ghê. Màu nó bốc phải cái tao thơm. Có một cái tao bốc phải, có một cái tao đánh dấu lại tại vì cái đấy thổi. Cái gì mày? Ai nghĩ ra những câu hỏi? Gì? Gì? Nếu được đấm một người bất kỳ trong phòng này. Đọc đúng rồi. Nếu được hôn một người bất kỳ trong phòng này thì bạn sẽ hôn ai? Tao có việc cái. Đợi đi. Quay từ. Câu hỏi này là tôi sẽ sử dụng. Tôi sẽ sử dụng gọi là kẽ hở. Hôn chứ đâu nói hôn đâu đúng không? Ờ nhưng mà cái này chỉ là nếu được chọn thôi. Nếu được chọn. Tôi chọn ba thằng này luôn. Đấy không? Chọn luôn kia. Đấy. Bà này cúc. Đấy, cho bà lần sau bà kỹ. Cho bà lần sau bà kỹ hơn. Không. Nó cút. Đeo. Đúng vào Phan Hoàng lắm rồi. Rimai. Không, Duy. Mà hào đồng phất cứ là tao nhỉ. Thì ai biết. Sống mà. Content mà. Tao cứ làm đeo. Đây làm hết đống này mới xong à. Đúng. Và ai lùn lâu. Nhanh, đứng lo. Không, thời hạn tao nghĩ trong một thời hạn nhất định. Trong một thời hạn nhất định. Ví dụ ăn hết cái bánh. Gì á? Yeah, Rima là người chuẩn bị tất cả những cái gì? Bị tất cả mọi người vẽ một mặt lên, một hình lên mặt. Yeah! Bút đồ. Tao thích cái này, Rồi tao vẽ chưa? Bút đẹp. Bút nè, cho tất cả các loại bút luôn. Một hình nha. Một hình đúng không? Ừ, được các cu làm ơn, chúng ta cần kiếm tiền video này. Cu là gì đấy, vẽ rất là nhẹm. Có người yêu cũ nào tên Chi không? Không. Tại sao thằng này nó yêu lắm rồi, nó chả có đứa nào tên... Tôi yêu lắm rồi đâu. Nghĩ mày có bơm mày có người yêu cũ tên Trâm.
Ừ. Xin tin cứ nhắc tên người cũ, đây là bạn hiện tại và tương lai. Đúng. Ok, tương lai. Ok. Hiền hoặc là Hà. Này, không cho đoạn này video nhá. Ông gì đâu? Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Cho đi. Nghĩ số 29 là bạn tao cũng được. Đi thôi, nghĩ thôi. Mày giết mẹ mày đi, mày giết đại một đường. Tao biết tao viết cái gì rồi. Tao biết viết cái gì rồi. Cho chúng mày không biết để đưa tao viết nhanh, chạy mẹ mày. Từ từ. Ờ bọn mày vẽ trước, bọn mày vẽ đi. Đứa nào thương tao, đứa đó sẽ chấm một cái. Để dành cái chén cho tao nhá. Ê cái thằng Hiếu ơi, mày sẽ thích cái này. Một đường duy nhất nha. Một hình chứ một đường, một hình. Ê để dành chỗ đấy cho tao. Ờ được. Wow. Rồi ôi ăn ta. Wow. Cái gì đó, tao còn đéo thấy được. Em phải nhớ cái đường mà nó cắt tóc đi con. Rồi, vẽ chưa, vẽ chưa. Hiếu vẽ đi, Hiếu vẽ đi. Cứ vẽ đi. Vẽ rồi. Đơn giản vậy luôn. Ờ. Nhiều rồi đấy. Mèo. Nha. Sao anh nhận tôi nhá. Rồi. Nó lấy cái điện thoại cho nó coi luôn hả? Nó coi hình luôn kìa. Yến. Thư pháp luôn. Thằng Nhiên nó chỉ chọn đen. Đê vui mà. Chữ gì đấy? Đứa vui. Con tốt á. Mày biết con tốt này ở trong tờ cờ tướng kiểu nó có ý nghĩa như nào? Là sao? Nè. Có nghĩa đéo sợ gì hết, chỉ tiến đéo lùi. Đấm nhờ. Là những cái này là hình xăm của những thằng bất dậy ngoài đường. Mà tại xăm kiểu trên chén hiểu không? Con người nhạt nghèo nhưng mà thôi vậy cũng được. Ê, đáng lẽ mình nên tô đậm cái phần múa. Đáng lẽ tô đậm phần này lại. Xong nhá. Xong nhá. Xong bấm đi. Ok, tới bài đó gì? Muốn chứ có một chọc cầm bạc. Quyền Nhi đi mua hai chai nước măng xong rồi về ăn cơm. Thế nên là có remake chị ạ? Ủa sao bây giờ có remake Quyền Nhi à? Cái này hư rồi. Ủa mình phải nhấn xóa tên chứ. Tôn trọng luật lại đi mấy anh béo. Xóa tên ngay. Xóa chi má. Xóa đến lỗi cái khả năng. Ủa tại sao lại cho nhiều tên vậy mà chỉ cần đúng 5 cái tên thôi mà. Hiếu bỏ vào này đúng không? Đúng không? Ừ 5 để 5 cái tên đi xóa xong. Sao nên cho nhiều tên? Nó vào này rồi làm đi. Rồi bà ơi tôi làm nha. Rồi bà bỏ đây đi. Chỗ đây. Cho cái mặt mày trông đéo YouTube vậy. Thôi đê thì đê. Ừ đê, đê mới vui. Đuôi mới dê. À, đê mới. À không có dê nào ở đây nha mọi người. Đọc. Đừng cố tỏ ra hài hước nữa. Để người bên phải làm tóc cho bạn sử dụng bất kỳ vật dụng gì. Hiếu ơi, tao có máy sấy nè, tao có rất là nhiều thứ, mày cần gì? Máy sấy đơn giản. Nhà tao không còn cái gì, không ủa cái gì cũng có. Máy sấy đi. Máy sấy đi. Mày cứt. Xin chó vậy. Dạ xua, dạ xua. Cố lên Hiếu, tao tin mày làm được. Nhờ tao quá. Mày làm cái đầu của bà y hệt cái mặt tao cho tao. Không đây. Mặc luôn đó. Không đây. Đưa luôn đi. Đúng rồi Hiếu ơi. Ê, sao nó giống một cái con gì ở trong phim gì ấy tao từng xem ấy. Nó có buộc lên được như thế hoạt động không? Không hiểu, nó là cái sừng ngay. Ha, bị cắm sừng. Trời đất ơi, nó làm cái gì vậy? Sợ. Đúng rồi, nó bắt. Ôi, để Hiếu làm. Buộc phần này vào. Nó bắt đầu có cái nếp rồi đó. Ok, buộc vào. Buộc cái kẹp nữa kìa. Có chơi, có chịu nha. Ôi, cảm ơn cameraman, em rất được việc. Rất được việc thôi cậu mọi người. Đúng rồi, kẹp không biết. Đúng rồi. Để. Rồi, để. Mọi người mày bấm ạ. SCVCS. Yeah. SCVCS. I had a fresh shit, bro. Nhớ nha. Mình xóa tên nha. Cái... Stop. Ê, cái game này nó... Yes, sir. Không, game này 1 triệu hả? Cái này xui thôi. Có chơi bây. Bao ơi. Chúa tí nãy giờ mày chọn đeo rồi. Cái mặt tao còn đeo gì nữa mày ơi. Bạn nghĩ ai là người có gu ăn mặc tệ nhất trong phòng này? Ôi phải luôn đi bạn, cái này sát thương tâm lý ấy. Ừ, sát thương tâm lý ấy. Đương nhiên tao sẽ chỉ remind rồi. Ôi cái gì á? Phải là đeo luôn. Không nhưng mà nó phải. Ba trong một giây rồi đấy, tao tưởng nó chơi tao. Thật lòng chứ. Thật lòng. Ô ví dụ mày thử nói một cái outfit mà mày đã từng thấy của remind mà nó cái vớ có hình.
nghe đầy đúng không? Không biết cái vớ nó có hình là tao cảm thấy có cái gì đó rất cái đó người ta gọi là không có cùng cái mặt thôi. Không, rồi. Ừ, nhưng mà cái này là cảm nhận chung. Ai cảm... cảm nhận cá nhân. À, cảm nhận cá nhân. Cá nhân. Ý kiến cá nhân. Cày vớ luôn. Yes sir. Nói chung là đừng mặc có vớ có hình. Tôi thích vớ có hình, ok. Hình, hình con mèo ấy. Ừ đúng rồi, tôi nhớ là hình con mèo. Thực ra tôi bỏ có tôi... dừng. Nữa. Ê, hai thằng này hơn thế hả? Đéo, bây giờ đéo làm gì luôn? Hai này hơn nữa luôn ấy. Ê, hay mình skip ra đi. Không skip. Rồi, bóp đi. Đe đi Tang, đe. Con mồm tôi chơi hay bè chơi? Nãy giờ một chu đó. Sợ. Không sao, sai một chu rồi. Sang còn hai chu nữa rồi. Phải bóp rồi. Ủa sao từ đầu đến cuối được? Đúng. Tao chọn ba thì tao lại chọn một cái này, tao lại Tao chọn hai. Ừ. Muốn làm gì làm, muốn nói thì nói. Ừ, mày chỉ còn một chu nữa thôi. Bạn đã từng ăn cái gì bị rớt xuống dưới sàn chưa? Rồi bình thường vãi cứt nó có cái gì? 5 giây. Mày đứt luật. Tao mày lâu vậy, tao 3 giây rồi. Thế đi vào thề kiểu nhiều khi có mấy quả đồ ăn mình ngon mà mình thèm quá đấy, xong vô tình nó rơi. Ví dụ sàn đất này tao không nhặt đâu, thật sự. Không tạm luôn. Nhưng mà sàn gỗ này vẫn ăn. Nhặt lên xong rồi thổi. Sàn kiểu đất ấy, không ăn đâu, bẩn. Ờ thì cái thì bỏ đúng rồi, nhưng mà ngày xưa mẹ tao kiểu ví dụ mà rớt thịt hay là cái gì mẹ tao không bao giờ bỏ. Những cái món dính dính ấy. Kiểu ví dụ mẹ sẽ cố nhặt lên và phủi, nếu như bẩn quá thì mẹ đi rửa. Không, nó là một cái tính đấy là trân trọng đồ ăn. Không bỏ mứa. Không bỏ phí, không gì cả. Đấy là một cái tính tao thấy rất là hay của mẹ tao. Không... Nhưng mà tùy từng đứa, có phải là mình rớt dưới sàn xong mẹ toàn đất đá xong rồi cả nước đá ở đấy bắt đầu mình nhặt lên nắng, không phải. Nó vẫn có thể ăn được thì mình mới nhặt. Ok. Rồi, bình thường. Vấn đề gì? Dễ. Dễ bình thường. Hôm nay tôi làm tôi ở đây với vai trò MC anh em. Tôi ở đây với vai trò kích đều mọi người. Tôi chẳng có chứ. Hôm nay tôi nhìn thẳng camera hơi nhiều anh em. Mày xui. Nè, hết xui nè. MC. Alright then, I'm gonna go do the tag. Ờ, từ sao MC. I'm do the tag nè. MC đâu mà. Đe đi. Mày chọn làm đéo vậy. Tao sẵn sàng tao bán mạng vì content hiểu không? Bán mạng đi. Woo. Đâu. Đó thêm lần. Đâu. Đâu đấy cái 15. Đâu đấy cái 15. Mày có chắc không sao? Đâu đấy. Chắc là liên quan đó. Đéo liên quan nào. Liên quan tao. Phun vào người bên trái một cách thèm khát phải phát ra tiếng. Nhưng mà nó lại không bảo là hôn ở đâu đúng không? Có. Không. Có. Đưa lên camera luôn. Có. Đâu rồi, bé rồi, có. Có ghi không đâu. Nó chết mẹ hình như có rồi vậy mẹ. Hôn gì? Hôn vào đi con. Hôn gì? Hôn vào má mày ơi. Hôn vào má một người bên trái. Một cách thèm khác nhất có thể. Đưa cho camera. Tụi bay, tao đã... Thấy không? Không thấy rồi đó. Ừ, bỏ rồi, okay. Nó là như rồi, vậy. Editor nha. Rồi sao? Cái mày có muốn kiểu nó sẽ có những cái mẩu chuyện. Không, một là mày hit đất 5 cái. Tao hit đất 5 cái. Không, mày hôn. Mày nó dỗi kìa. Hôn. Nhưng mà thế đi. Nó đang là hôn tao, mày chẳng liên quan gì cả. Đúng. Hôn. Mày đứng nhưng mà tao ở đấy. Ok, mày bán mẹ cho content lại lên. Đây nhá, về cái định nghĩa thèm khát ấy thì mỗi người họ sẽ có những cái cách bộc lộ tình cảm riêng. Với tôi thực ra hơi nhạt nhẽo, với thực ra tôi không giữ được các mối quan hệ của tôi lâu. Đôi khi mình hay bị nói là người kiểu không lãng mạn ấy. Thực ra tôi lớn lên trong một cái môi trường hơi khô khan khi mà tình yêu nó không được đong đầy. Thôi, tao nói thật, hít đất đi. Đi mà tao đùa ấy, thề. Má cái phòng như vậy hít đất cái gì? Có chỗ đây đúng không? Đấy, hít đi. Hít đất cái gì vậy? Hít đất cái gì? Ừ, luôn, nó như này cũng được. Không, luôn. Luôn hả? Mấy gái? Năm. Ê, năm nó hơi ít không nhỉ? Nó đập đầu xuống sàn luôn. Ê, đêm kiểu mẹ sáng mai dậy không mặc áo nổi luôn. Được rồi. Rồi, bấm luôn đi. Bấm đi. Có được giả. Rồi, cứ bấm rồi. Thằng kia nó sao ấy? Hãy cho nó đến luôn đi. Không, nhưng mà bây giờ dính rồi. Bây giờ bắt buộc phải vậy. Nó thấy sợ đè lắm mọi người. Sao tiến yêu. Coi tim lần nha. Đâu ấy?
Đâu ấy? Đọc luôn. Mày làm luôn mà không đọc à? Mày phải đọc để mày phải đọc. Mọi người biết là cô đấy là gì. Editor edit vô nhỉ? Hay là mình editor em thêm cái text vào cho anh nhá. Hay là mình cứ làm luôn mình không đọc. Ô cái đéo gì ấy? Sao nghe căng thẳng ấy? Ừ, đang làm gì vậy? Đéo gì? Thế như tao đoán được rồi. Chắc là Jason Kyle. Vào nhà cái đéo gì đấy? Không có thấy ba. Sao có video đằng sang rồi? Nó nhỏ. What you doing, baby? Watch you doing your stuff. You go on stage, right? Là sao? Rồi hôm nay quay content nha, 2 giờ tao tới nha. Rồi 2 giờ bắt 2 giờ bắt đầu. Đúng 2 giờ nha. Cái đéo gì ấy? Đúng 2 giờ. Đúng 2 giờ tới nha. Rồi đi giỡn mời tao đó. Nhưng mà mày có bị lên công ty không? Đó là ai? Đó là Remy. Đó là Remy. À, bắt trước một người trong phòng. Chúng nó vừa gọi reminder gì gọi ông sang để giả vờ đi mẹ. Mày đi vô trong phòng tắm đi. Ê, có hỏi nè. Mày đừng cho. Rồi, gì cứ đọc lên cái đi. Đọc lên đi cho mọi người biết. Dạ là một người trong phòng mà để mọi người đoán đó là ai. Thế không? Thế đó không? Được, quả đấy nghi nhanh ấy, tao. Thế được, quả đấy để ăn à? Đúng rồi. Ừ, thích thì ăn rồi. Đói à? Đến mần vũ đâu. Cho nên em phái lệ cá trong Hiếu ngồi nãy giờ. Được, okay, quay tiếp đây. Ok, chào Hiếu đi, chào Hiếu đi. Rồi, ta lô này khôn vừa đúng tên mày. Đâu? Nó bị lệch nha. Không. Nó muốn làm gì kệ nó. Không, nhưng mà sau cái này là phải làm sang. Không. Có, trong Hiếu quay. Chính tên mày rồi. Trong Hiếu quay. Cái mẹ. Thằng Hiếu nhiều sự thật khủng khiếp á, chúng mày có chắc không? Mày có rất nhiều sự thật mày không... That's a long ass. Bạn có bao giờ cảm thấy vô cùng khó chịu với một hành động của thành viên trong phòng này hay không? Nó là gì? God damn it. Hey, be không. Honest. Be honest, man. Cắt giọng người khác, nói như này. Không. Chưa gì? Thằng này ngày xưa cũng chưa ra nhảy mồm cái. Tao nhớ có một kỷ niệm là... Xin lỗi. Thằng Hiếu chửi thằng mặt thằng Văn Hoàng. Tại vì thằng Văn Hoàng chưa ra cắt lời người khác. Ngày xưa tôi với thằng Hiếu cắt. Ngày xưa tôi thằng Hiếu ghét nhau. Rồi dạng sơ. Ấn luôn đi Hiếu. Câu hỏi Hiếu trả lời hơi ngắn nhỉ? Đúng rồi, vậy đó. Thực ra chính bản chất câu trả lời, câu hỏi nó cũng không có gì quá là sâu xa rồi. Thôi thì chỉ đơn giản mà. Yes sir. Hiếu. Được. Đè luôn mà. Cho nó mau về cho nó thú vị này. Nào. Giả vờ thành người đang ngồi bên trái của bạn trong vòng một round. Dễ vãi lì. Dễ mà ổn đấy. Một round rồi ạ. Phải để mà tao muốn chơi ở đấy vợ, tao muốn chơi ở đấy vợ. À chị ơi, chị bấm giùm em cái chị ơi. Chị anh ơi. Tao có gì vậy đâu. Anh đi thằng bia với cả. Nè, tao có gì vậy đâu. Một round mà em bấm, mày có bấm đi giống một round cơ. Một round cơ. Mày làm tất cả những hành động mày có thể nghĩ ra của Rima đây. Cho một round. Đó là victory. Cái gì chơi? Thề luôn anh em ạ, đi chơi Rima cả toàn cầm điện thoại nói chuyện với công ty, nói chuyện với ai bực máy. Máy hết đấy. Mày hết chỗ rồi. Vai đâu? Tao mới cá thứ 2 thôi. Cá này mới cá thứ 3. Chú bắt tao bao. Nói nghe nè. Cái gì cũng tới mà làm đi. Cái bánh xe này nó nó cay vãi. Cay vãi luôn. Đâu tao có như vậy đâu. Má cay vãi luôn, tao có như vậy đâu. Tao có như vậy. Má cay vãi luôn, mấy thằng nó chọc tôi anh em ấy. Thế trò đấy tao giỏi hơn. À. Cay. Tao đấy cái attack mà tao muốn làm. Cái địt. Dạ. Đổi đồ với người khác giới tính của mình trong vòng 2 round. Ê, tao mày đổi. Tao khác giới tính của mày đâu. Tao khác giới tính của mày đâu. Giờ sao? Đéo. Đéo. Ở đâu rồi? Để mà cứ tưởng tượng sao mà cái crop top kỳ quá nhỉ. Xin lỗi anh em. Đây là lần đầu tiên mà tôi làm content như thế này. Cho nên bọn tôi chưa quá là cống hiến được. Chắc chắn sau này có studio rộng hơn hay cái gì đấy. Bây giờ hơi muộn rồi.
Với là remind đồ, remind hôi lắm anh em ạ. Đúng rồi, đồ remind hôi vậy. Thế thực sự remind hôi lắm. Remind thối hôi lắm luôn luôn. Tôi thả vào chuồng khỉ của nó đi. Nó lùa. Remind bài hôi lắm. Bạn hơi hôi, mới hơi hôi. Ngày hôi, hôi. Nhầm xoáy tên rồi. Add lại sang Trần Hồ Tàu ấy. Nhịp mẹ thằng này cố tình quá. Anh yêu đang cái kiểu có chịu không? Không, tôi có cái gì đâu đúng không? Má tôi có nói gì đâu, mấy người ai chọc tôi hài vãi luôn. Á gọi là 30 phút của các chương trình này toàn chọc tao đủ mẹ. Ê Duy lấy miếng nước uống cái gì? Lấy nước ê game rác vỡ lồn ấy. Duy ê game rác vỡ lồn ấy. Game rác mới chịu được ấy. Vào đây. Cái gì á? Để người lượt trước thay đổi Valorant in game. Tên Valorant ấy. Là tao à? Nếu không làm content creator thì bạn sẽ làm gì? Câu này hơi khó. Nhưng mà tại vì hồi trước Remai trước khi vào làm ý là vào làm MC VCS á thì Remai tính là sẽ đi du học. Ủa? Úp, cái bài là không làm streamer, không làm cái gì khác trước khi làm MC VCS. Du học. Không đấy, không streamer. Thì đúng rồi, nhưng mà từ từ để giải thích. Có nghĩa là streamer, YouTuber này nọ thật ra đó chỉ là một cái sở thích thôi. Có nghĩa là Remai làm theo kiểu là hiện tại là Remai làm vì Remai thích. Đó còn MC cho VCS là công việc chính. Nhưng mà thì Remai nếu mà không làm content creator, không làm cả MC VCS chắc là sẽ đi du học xong rồi học. Remai học tính học ngành truyền thông. Thì đó hay là marketing. Yeah, let's go. Làm marketing. Ừ. Nghèo lắm. Hơi xui. Thôi nhưng mà ai biết được, kiểu như cái đó là plan B đúng không? Nó là nếu mà nếu mà làm bắt đầu bây giờ MC VCS kể chuyện cười nhiều người nghe quá đâm ra thôi bỏ du học. Phát tâm rồi đó. Nhưng mà 15. Mày bỏ tay à? Không. Tao bán mạng với content mà, tao bán mạng với content. Mà mày phải làm mày nữa. Tao ơi, tao sẵn sàng rồi. Ha! Chúng mày quá đáng luôn. Đọc lên. Viết chữ CKG lên bụng và dùng làm thumbnail video này. Đây mới là cái bụng xứng đáng để viết này. Đây, mỗi đứa một chữ được không? Được, mỗi đứa một chữ. Chữ CKG mình trang trí cái kiểu á, mình trang trí lên. Đấy. Đấy thôi, tao chữ C là xong rồi. Đây. Fuck me in the ass, bro. Chữ kia xấu ấy. Đẹp quá luôn. Hey. Ok. Không dùng làm thumbnail video này được không? Được. Không dùng làm thumbnail video mà chỉ viết chữ CKG không, thôi. Không. Bắt buộc phải dùng làm thumbnail á. Đúng rồi. Hay kiểu vẽ con gà cái gì vô đây. Ê, đi vẽ chúng ta chỉ dối ạ. Cái rốn này là sao cái đầu rốn này. Đéo, bố phải che rốn đi đây. Con gà hả? Con gà trên này, con gà trên này cũng được. Đây là con gà xấu nhất tao từng thấy trong cuộc đời này của tao, hiểu ạ. Yes sir. Đấy không phải con gà. Ok. Nhớ xin đến chụp lại một thumbnail. Ok. Ok, cảm ơn ạ. Rồi, tới bạn rồi. Bạn nghe 215. Ê, mọi người lại không biết đấy, kênh Chicken Gang chưa được đặt thumbnail. À, hợp lý. Ừ nhờ. Bấm đi. Ừ, chưa mà kiếm tiền thôi mà thumbnail. Nhưng mà mình sẽ đặt ở trên... Mày. Đọc lên Facebook. À, chưa xác. Và xin chúc mừng Remai hãy đến và bốc cho mình một tờ giấy để có thể bắt đầu làm content ạ. Đó là giấy đen tại vì bốc. Bốc lại. Sao mày xui vậy trời. God. Dạ, chính là Phan Hoàng lại còn lại người bên một trái. Người bên trái à? Được rồi. Tại sao là người bên trái không bao giờ là người bên phải? Người bên phải. Cho Remai đọc đi, cho Remai đọc đi. Còn chưa làm đã có phản ứng rồi. Ngửi nắp người lượt trước như cách mà bạn đánh giá nước hoa. Có mùi gỗ đàn hương này. Khoan, từ từ. Sao hãng này sản xuất mùi lồn mùi hắn tôm. Nó đang mời rồi, đang mời. Bà không có hết đất được đâu. Tao hết đất. Không, bà không biết hết đất. Đây rồi. Đâu có review á. Viết đây được không? Viết đây được không? Mình viết ở đây đi. Đâu.
Tôi chỉ muốn nói với anh em là tôi hối hận khi chơi với bà này. Tôi hối hận khi chơi con game ngày hôm nay. Đáng lẽ tôi không bao giờ tôi nên. Có mùi gì ạ? Có mùi gì ạ? Review mùi. Không, mà ba phải đánh giá. Nó là một cái mùi hương rất là nồng nàn. Nó nồng nàn đó đi. Nồng nàn. Nó nồng nàn và nó nó đầy, nó hòa quyện với những cái yếu tố như là mồ hôi với mùi cơ thể thì hơi mặn mặn đó mọi người. À, tao không có nghĩ là cái mùi đó hơi mặn. Không có, cái mùi đó hơi mặn mặn và nó cái mùi mà cái mùi sâu của nó khi mà các bạn kiểu như để nó vơi bớt rồi. Cái đéo gì thế này, ba sao Michelin hả? Cái mùi sâu của nó, nó sẽ nó hơi khấm khấm, nó sẽ thế thì phải của Next Reviewer lạ vã không thề. Ok. Next Reviewer remind, xin mời bấm. Nói chung là các bạn đổi chỗ của tao ấy, tao không muốn ngồi cạnh remind. Xin lỗi. Bà hôi á mày. Bà hôi á mày ơi. Bà ngửi trong nách tao hôi quá. Okay. Game chơi đéo đẹp. Đừng. Chơi đéo. Game chơi đéo đẹp. Rồi, vô Duy ơi. Bố mày đập chu. Thằng Duy có những cái sự thật nó sẵn sàng nó trả lời á. Tao bình thường. Mày bình thường. Ai là người khiến bạn tức giận nhiều nhất trong phòng này? Kéo vô chàng. Toàn là chúng mày trêu nhau, chúng mày tự cáu. Ví dụ bây giờ nha, nhiều quá. Nó chưa nói gì thì mọi người biết câu trả lời luôn. Đưa biết. Một câu chuyện rồi. Sáng gọi này đi cà phê là một cái gì đó rất là khó rồi. Tao bực. Má với một người kiểu má luôn luôn muốn dậy sớm mà đi cà phê, gặp thằng này kiểu tao gọi nó từ 8 giờ cho tới 12 giờ trưa nó đéo dậy. Bực phải luôn nha. Đi không bao tao rồi. Ê, đi ăn không bao. Đi ăn có bây giờ bao đâu. Ê. Lúc bao lúc không. Ê. Tao lưu hẳn con mẹ số điện thoại của anh chủ quán cà phê thì mà ngày đéo tao thằng gửi vài bỏ cụ ấy. Bố mày gửi 2 triệu vô cái tài khoản mày đi. Đấy là tài khoản Shopee bay tao, mày ăn mẹ mày đặt cơm ở trên Shopee. Đấy chưa giờ thấy tức giận không? Cuộc đối thoại này cũng cho nên tức giận nữa. Ê, gương mặt tôi đang cơ thể lỏng cơ rất là yêu. Luôn tức giận điều này nhiều thứ phải luôn. Không nhưng mà nhá. Ê tao muốn đổi chỗ được. Thằng con chó này nó luôn là thằng này nó kiểu cầm mồm ấy. Tôi đéo biết nói như nào. Các bạn cứ tưởng tượng là như này. Tôi và thằng Duy là hai trường phái đối lập nhau. Đéo hiểu luôn, kiểu cực âm cực dương ấy. Nên sao tụi bay chơi nhau? Cực khổ luôn. Đối lập nhau mới hút nhau, đúng rồi. Giỏi quá. Rồi tao bóp luôn. Tao hiểu rồi, tao hiểu à? Dạ sơ. Bên chicken gang gần xa nhất để chịu với bây giờ. Đúng rồi. Sunny, nâng ly cho thành tựu vì ta đạt được. Bạn nghĩ ai sẽ là người tệ nhất để tìm kiếm lời khuyên về tình yêu sau phòng này? Well, we all know the answers. Yeah, I'm an answer. Vậy sao? Chơi đi không? Vỗ bài hả? Vỗ bài là sao? Vỗ bài là sao? Vỗ bài là sao? Quý bà á? Còn tôi quý bà á? À, tại nhất hả? Tôi quý bà này. Còn tôi có thể nghe remind ở rất nhiều câu chuyện. Tôi có thể nghe. Ví dụ như công việc. Hay là... Cái gì cũng... Cái gì đấy? Riêng của bà ấy không nói gì nhưng mà... Còn mà về tình yêu, tôi xin phép tôi từ chối những cái lời chia sẻ của bà này. Tôi có thể nghe thoáng thoáng giọng remind. Thôi cố lên, đi du lịch đi. Cố lên ra ngoài cho nó thoải mái quá. Nó nghe nó chung chung ổ mẹ được. Ví dụ thằng Duy ấy kiểu, tao nghĩ là mày nên gọi là kiểu cố với người ta, mày cố tìm cái một người mới hoặc là kiểu cố đi gặp không. Mày. Đi mãi kiểu, đi mãi kiểu. Thôi cố đi ngủ. Thôi chơi game. Thôi mà chơi nhau. Không mà đúng thiệt là kiểu trong cái đám này là Remind là con gái nhưng mà tụi này nó lại khuyên tình yêu tốt hơn. Chứ không phải là không ấy nhá, trêu nhưng mà chưa... Không, không trêu. Không trêu chứ thiệt á, không sao, nó trêu chứ thật. Có ai nè. Ok. Ai đây tới ai? Ủa sao game này mất lòng nhau nhiều ghê ta. Game chơi đéo đẹp. Đẹp rồi. Đi tiếp rồi. Game này game chủ nhà thôi. Đây là bỏ F5 đi. F5 đi, trang toàn, F5 không lại. Không lại đi cho bấm lại luôn. F5 cho bấm lại. Game chơi đéo đẹp. Bi nếu
Em nào? Cắm sạc không? Cắm sạc kiểu tí kiếm sạc hoặc là mát đấy. Ê Khánh lấy giúp anh với Khánh ơi. Đúng rồi, AK15. AK15. Tao bán mạng với con Ten rồi nhưng mà có thể đổi chỗ trước khi bốc được không? Không. Chưa, đợi xíu, đang cắm sạc. Vô. Thôi chúng ta chơi trò thử thách gì đây, mong mà có thử thách thì cũng một mình tôi chịu chứ đừng có người bên trái bên phải chết mẹ cái này dài quá mày đâu. Đọc to rỗng rạc lên. Ông này nó thấy bình thường. Gọi điện cho bạn gái bạn trai nói rằng anh nhớ em, nếu không có thì gọi điện cho người bất kỳ để rủ đi massage. Dễ con này dễ của nó thôi. Làm đi. Đây không dễ về vế nào không biết nha. Đây là cái content confirm hàng Phan Hoàng chưa chia tay nha, đừng có đồng bậy đồng bạ nha. Đây cũng là content để confirm Rima và Phan Hoàng đéo phải một cặp. Đúng. Tại vì sẽ gọi bật bật lo ngoài nha. Im lặng nè. Không, thật ra đây chắc chỉ cuộc nói chuyện rất đơn giản thôi. Anh ơi, cái muốn... Vì một vài lý do nên tớ đang quay, tớ chỉ muốn nói tớ nhớ cậu thôi. À ok, thế quay tiếp đi. Yeah. Nó phải như thế, nó phải như thế. Hiểu à? Được. Tân lốt mà hiểu bị dí rồi. Nên giúp đe nhỉ? Đe mới vui. Dâm ba cái chuồng. Tao đéo muốn vui, chơi bọn mày tao đéo vui. Tao bu phêm. À nhầm, tao mẹ mình lợi dụng. Phải kết thúc câu bằng ú hoặc Oni-chan bà ca trong một câu. Trong một được thôi, ú. Không có gì là khó khăn với tôi cả Oni-chan bà ca. Cảm ơn anh để xin mày bảo anime chứ nếu mà nó Ấn Độ. Bấm đi. Tôi có thể confirm thằng này nó Weibo tại vì sao? Cái cục sạc dự phòng của nó, nó dán hình Sakura thủ lĩnh đề bài đi cơ. Sao? Đéo biết. Tôi không ngờ mà như vậy hiểu. Nói gì đi Hiếu. Và cái vòng quay này nó sẽ quay vào Mr. Sanchez. Ok anh Desmond Wu Onigen Baka. Nếu chọn gì? Nếu chọn đe rồi. Chọn cho hết đe luôn, xíu mình chơi chu rồi. Thế vậy nó phải xét kẽ nhau chứ. Thôi nhau chu đi. Nhiều ấy, đang nhiều. Mẹ đùi ngon đấy. Dài đọc đi sang ứ. Mày một câu đọc bị chết luôn Hiếu. Nếu được chọn 3 người trong phòng, một để cưới, một để hẹn hò và một để đi du lịch chung thì bạn sẽ chọn ai? Ok, tôi sẽ phải gọi là đưa ra những cái 3 người khác nhau nha. Ba người trong phòng luôn á. Ờ tính thằng cameraman luôn nhá. Ok ok. Cho xem cái mặt em đi. Thưa các bạn, get channel mẹ thằng viên bú phim số 1 tại Sơn Trần. Nó còn để profile làm việc là gì? Bú phim tại Sơn Trần. Chó thật. Nó thế gì mà. Ok. Một người để cưới, một người để hẹn hò và một người để đi du lịch cùng. Thằng nào bật chuông thoại. À tao xin lỗi. Cưới à? Cưới thì tôi phải cần một người nào đấy thấu hiểu và quan tâm, đặc biệt là tính tình không bị khùng bị điên, cho nên chắc chắn đéo là phải bà này. Cái gì? Bà này là đéo luôn. Mẹ nhiều khi bảo ui vợ ơi đón hộ thằng cu tí ở nhà, ôi đang 2 giờ đón hộ anh cái, mẹ 7 giờ đéo đâu còn đứng bơ vơ. Mà em đâu ấy, em bị họ đột xuất rồi rap em đi hưởng hú xe xong rồi mẹ điên khùng khùng lên là bắt đầu kể chuyện chịu bó tay. Vì một người mà để cưới là gay, đéo hiểu gay quá luôn. Nhưng mà chắc, chắc chắn là thằng Duy. Cưới tao làm đéo gì? Không, thằng này thứ nhất là nó giàu. Tôi bú về là cuộc sống nó an nhàn. Cái thứ hai là thằng này nó như nào nhỉ? Chiều gái. Ờ, nó chiều người yêu. Nó kiểu nó kỹ. Ờ, những cái tính, những cái gọi là những cái chi tiết nhỏ nhoi. Thì thằng này dùng cái từ là nó tinh tế. Cho nên cái việc mà cưới này về chắc chắn là tôi có thể lâu lâu tôi vòi được cái 4090, tôi vòi được cái chai nước hoa tầm 20 củ. Đấy. Nói thế cho vui thôi, nhưng mà thằng Duy là một thằng rất là tinh tế và kiểu quan tâm. Cho nên là chọn Duy là bí. Một người để hẹn hò. Tôi sẽ chọn thằng Phan Hoàng để hẹn hò tại vì sao? Thằng này nó là một cái thằng kiểu... Các bạn đéo thể nào tưởng tượng cái độ nhảm lồn nó. Nó kiểu nhảm lồn một cách random ấy. Kiểu tôi với nó là hai thằng kiểu mẹ gặp nhau nhiều hơn cả những thằng ở Hà Nội. Tôi Sài Gòn, tôi thằng này ở Hà Nội, nhưng mà tôi với nó lại gặp nhau nhiều nhất trong hội. Đi Predator này,
Đấy, đi một năm đi với nhau 4 năm lần. Ờ, tao mày mà có những khoảng thời gian hẹn hò riêng tư vậy liền à. Có MV luôn mà. Đi ra. Có MV luôn mà. Tao mày còn đi ra biển ôm nhau. Còn đi đánh bóng chày cùng nhau, thấy không? Như vậy nói là nhảm, thằng này nó nhảm là tại sao? Tại vì khi mà mình hẹn hò thì mình sẽ ưu tiên cái sự thoải mái và niềm vui. Đó. Thì chọn một người nào mà kiểu họ vô tư, họ cho mình niềm vui thì người đấy sẽ là khá là phù hợp để mình hẹn hò. Và thằng này một cái nữa là nó hay mua mấy cái đồ nhảm lồn thì nó kiểu nó mua xong về tặng tôi về tôi tích xong chia tay đi cũng hợp lý quá luôn. Thằng này mua rất là nhiều đồ chơi. Nhưng mà một để đi du lịch cùng à? Mấy người trên fanpage của một cái fanfic ở đây. À đúng rồi. Đi du lịch cùng á, xin lỗi hai người này nhưng mà tôi sẽ chọn Khánh. Nó quay phim đúng không? Tao nó quay phim. Anh em mình đúng không? Đúng không? Thằng này nó sẽ là chân quay vlog chụp ảnh vác đồ xe ôm shipper cái đéo gì nó cũng làm. Mà đặc biệt là tôi đéo trả đồng nào cho này thế nó mới hay. Mới là nó đòi vẻ luôn. Đéo quyền đòi đây. Đấy, nó đùa thế thôi, thằng Khánh là một thằng kiểu không khóc này, không khóc này. Thằng này nó làm được nhiều việc, nói chung là gọi câu là được việc. Đấy, ví dụ là quay vlog hay là gì cứ alo phát chạy lên. Ăn sang à nhầm, Khánh ơi lên giúp ăn cá. Ok, chạy lên. Với lại là đi cùng thằng này nó vui. Đi bạn nhớ quả Đà Nẵng không? Yeah. Thằng chó đi nhầy vã liền luôn. Anh em tôi còn ở nói chung là Khánh vui đấy, đấy sẽ là ba người. Okay. Xong. Rồi quay tiếp. Rồi cúp đi. Câu hỏi thời lượng hơi lâu đúng không? Đúng đúng rồi, phải nó phải có hai ca liên tiếp vậy chứ. Đi đi. Đi. Content ở móng ớt nhái chứ. Vừa chọn đeo rồi. Cái gì mới là đó là chu. Câu này nó đéo vấn đề gì cả, tại vì sao? Để cho người ở lượt trước gửi một tin nhắn đến một người bất kỳ trong danh sách liên lạc của bạn. Bạn đã gửi luôn, nhưng mà đéo. Dễ quá rồi á. Không, nó vậy thì... Tức là cái người lượt trước của tao. Trước của mày luôn là ai, bà Hiếu? Thằng này ú này à? Ok, đúng rồi. Mày hết ú rồi mày. Rồi, gửi một tin bất kỳ cho một người ở trong cái... Messenger đúng không? Messenger, tin bất kỳ cho bất kỳ ai. Không được nhìn. Nhưng mà đừng nhìn, nếu mày không nhìn thôi. Này thì cáp là tin nhắn thôi nhá. Đừng không quay, cái này không quay. Cái này không quay được. À đúng rồi, cái này dễ. Gửi cho chị hả? Bà bỏ mẹ. Có cáp sẽ có một tấm ảnh dành cho video. Ok, nó sẽ là như thế. Còn đấy cũng là điều mà tao luôn muốn làm. Không, mày không muốn làm. Tao sẽ chọn, tao đéo mà tao làm. Dạ sao? Sao mà đến tao được lần nữa được, không thể nào. Cái bát chút này còn hơi nhiều. Lắm này. Ê, tủ lạnh này có nước ngọt không? Milo. Nó đéo được sponsor nhé. Điều xấu hổ nhất mà bạn đã từng làm khi say là gì? Oh shit. Gì vậy? Lục lại bộ nhớ đã. Đang bị tràn RAM này, đang nó rất con này. Tớ đã tỉnh ấy. Tớ đã tỉnh táo tỉnh táo. Tớ làm gì vậy hả? Không kịp đâu. Để nhớ kinh nghiệm. Kinh nghiệm à? Rồi ghép cái meme rồi. Chắc sẽ là gọi một đứa bạn khác giới cấp 3 xong rồi. Tỏ tình á? Tỏ tình á? Cũng gọi là lần tới nhưng mà bạn bị khó chịu. Thôi này thôi. Nó hiểu cảm giác của mày. Không sao. Mày muốn rượu tỏ tình là sai rồi. Không hiểu. Bắt mày. Ở những cái khoảng thời gian mà mình gọi là thanh niên trẻ trâu thì mình phải có những cái như thế mình mới đủ cái bản lĩnh, đủ dũng cảm. Còn bây giờ thì kiểu kiểm mẹ này. Kiểm mẹ. It is what it is. Có một đợt tao uống say nhà bạn nào bố mẹ lên chửi quả đấy cũng tệ. Game chơi đẹp. Game chơi đẹp. Game chơi đẹp. Cam bố em. Cái nào? Vẫn là bắn à không?
Bán mạng cho Cante đi. Tao sợ được, thôi tao lấy là tao bán mạng, đau lắm rồi. Đánh giá gu nhạc của từng người trong phòng. Ok. Thế thì mình có cần mở nhạc cho nó nghe không? Không, nó biết mà, nó nghe kiểu gì là nghe rồi. Ok, thế mày đang nói với tao là gu nhạc của mày giống y hệt tất cả những cái thanh niên ở quán cà phê của Hà Nội. Đại trà. Gu nhạc thằng này đỉnh. Nếu mà là tệ, nếu mà là đỉnh mà là gu nhạc thằng này kiểu bị buồn ngủ ấy mọi người. Thề luôn, lần đéo nào ra nhà đéo phải bọn tao với một phần tao nghe nhiều quá. Tại vì sao? Lần đéo nào ra nhà mày hoặc là đi chơi với mày lúc nào mày cũng đèn vâu, lúc nào ông ra nhạc về gọi là kiểu tình cảm, nhạc về tình anh em, nhạc về tuổi trẻ, nhạc đéo gì đấy là như lúc mà anh em mình nhạc về rồi. Radio cái gì Radiohead cái gì nhở, I don't belong here. Lúc nào ông creep, I'm a creep. Không nha, mày hơi bị sai. I'm a weirdo. Người ta đây là ý kiến cá nhân mày, không có được ý kiến cá nhân. I don't belong here. Eo ơi, thề tao ngồi mày tao nghe nỗ ruột vãi nhở á, thề thề. Ok. Kiểu buồn ngủ. Ngồi nhạc Remind, Weibo không có. Cái đấy quá là đơn giản thôi. Lúc nào nhá, tôi ngồi Discord và Remind lúc nào bảo lúc kiểu không. Lúc nào cũng Yowasobi, lúc nào cũng Night Dancer, lúc nào cũng kiểu. Nói chung là toàn nhạc anime thôi. Hiếu thì Hiếu thì thực ra tao không biết ngôi nhạc của nó là gì. Nhạc còn thằng này thay nghe nhạc Nintendo rồi đéo biết sao. tôi cảm giác tôi ngồi cạnh nó, tôi có tưởng tượng con Luigi nó đang chạy xung quanh cái lâu đài. Tại vì nó là như thế thật, lúc nào cũng thấy nhạc Nintendo quanh người nó. Ôi Nghiếu nó hay nghe nhạc Kendrick với lại Metro. Nó hay nghe nhạc hip hop, nó hay nghe nhạc của thằng Nghiếu nó khá là cùng gu âm nhạc với tao. Không. Đi mấy quả kiểu Kendrick Lamar, Eminem. Rồi bấm đi. Bấm đi rồi. Mày đừng có cầm đi. Thằng mày đoàn nhạc đéo, tao suốt ngày kê bốc. Game chơi đẹp. Ai cứ đi. Xin đừng ra cái thử thách gì cho người chứ. Câu hỏi cũng được. Vừa đeo rồi. Vừa chu rồi. Cái đeo. Cái cuối chu đó. Tìm được chơi đẹp. Ba cái liên tiếp mà. Ừ, mày bấm bạn. Tôi vừa đeo cả trước nha. Rồi, được chưa? Liếc quá, có chịu sợ quá. Liếc sợ quá, đúng quá. Mày lộn độc ngược luôn mà. Mày thấy rồi. Đồ thứ ngôn ngữ ạ. À. Nếu bạn được 5 tỷ và đổi lấy việc sẽ không bao giờ gặp lại Chicken Gang nữa, bạn có đổi không? Cút con mẹ mày đi. Thề cút con mẹ mày đi. Thề. Không. Mà mày đừng buồn. Là tao đồng ý. Là tao bye bye suốt cuộc đời, đéo bao giờ gặp lại mày luôn. Tao nói thật với anh em, trong cái tầm tuổi này mà có 5 tỷ là coi như là kiểu mẹ mày, cuộc sống này nó cũng thay đổi vãi lồn rồi không? Thế tôi quan trọng, tôi quan trọng tương lai, tôi quan trọng tiền, tôi cái mẹ này. Mấy triệu một tháng mà. Đúng rồi. Đó là câu chuyện nếu thôi. Câu chuyện nếu thôi. Ơ dạ. Remind. Không. Được 10% một năm á. 50 triệu chia 12. Ủa lộn, một tháng. Bạn đéo đâu ra 10% một tháng vậy? 10% một tháng. Bạn đéo có ngân hàng 10% một tháng. 10% một năm. Hay là có mình không biết nhỉ? Rồi, tập trung. Điều gì mà bạn sẽ làm với bạn bè được mà không làm với người yêu? Điều gì ta? Cục. Chắc là sẽ... Má. Được gì, cái này được gì? Cái gì được? Không, tại vì do là kiểu mấy cũng lâu rồi không có người yêu cho nên là giờ không biết là thiệt giờ không biết là sẽ làm gì. Ok đó rồi. À điện thoại mày, điện thoại iPhone 14 Pro Max mày. À chắc là điều làm được với bạn bè chắc là kiểu như là nói chuyện một cách bro. Ừ kiểu nói chuyện một cách thoải mái á. Kiểu chửi với mẹ nhau. Ừ chửi nhau kiểu, xong rồi kiểu... Ừ. Đúng rồi chửi nhau. À tao biết rồi. Chế hẹn 5 tiếng. À đúng. Hẹn người yêu 2 rưỡi là 2 giờ đến. 2 giờ đấy. Đúng không? Chuyện hẹn bạn bè nhá, 2 rưỡi nhá, 7 giờ vác mặt đến là đúng không? Cái đấy chắc chắn là remind. Remind vừa làm chiều nay xong. Ờ đấy, đơn giản. Tôi xui thôi mọi người. Cậu. Chém chết. Bán mạng vì con tè. Ê mày không check à, biết đâu nó lừa mày ra. Lừa đéo gì. Không lừa tao. Lừa mày làm đéo. Xin đừng có liên quan đến người xung. Đọc. Nó ợt à. Sao mọi người? Tùy mày biết được. Gì?
Mày đọc, cứ đọc lên đi, không thì mày đi hit đất thôi. Đọc đọc lên người hit đất. Cứ đọc lên, cứ đọc lên. Đọc lên. Bạn sẽ phải để người bên tay trái của bạn gọi điện cho bố mẹ của bạn để mắng vốn. Cái này kỳ. Bố mẹ tao không bao giờ làm gì tao để mắng vốn cả. Cho nên là tao thì mắng vốn là tao mắng vốn mày với ba mẹ mày. Ừ. Tao kiểu ôi cô ơi thằng thằng Phan Hoàng nó. Che lại nha đi. Đây là người có tốt. 10 cái đúng không? Ừ. Tại vì đấy 5 cái rồi đúng không? Đúng rồi. Có đơn giản. 10 cái. Ủa khoan, Phan Hoàng nó béo. Nó nhân lên hả? Đúng, nhân lên. Ôi dễ. 1, 2, 3, nó đất xài tư thế mà. 4, kể đi. 5, Thảo, Thảo 6, nào mệt. 7, 8, 9, 10, ok. Cái 10 đâu? Thôi rồi, cho chị. Ta đi đất ở Great The Fast này, hết sức rồi. Ok, chắc là bị hết sức rồi. Bấm lên. Bấm lên, bấm lên, bấm lên. Đừng quá, cầm 15 nữa là 10. Mày, tao mày con chó to mày à. Game chờ đéo đẹp. Bố mày làm cho hết cái đèo bố mày. Vỗ tay. Vỗ tay. Mấy là gì có tiếng ấy. Rồi luôn. Chú có mặt nó hại. Căng thẳng rồi à. Mọi người sẽ tắm cho người vẫn mặc quần áo. Vô! Hết đất kìa mọi người! Hết đất! Hết đất! Tao hết đất 20 cái! Vô! Bán mạng vì content đi! Không! Vội nước lên người là sao? Vô! Ê! Mày nhìn này, quần áo mày toàn lông mèo thôi! Ừ! Mày nóng tắm, không? Tắm đơn giản mà! Yeah! Đi bà! Hỏi sao? Chuẩn bị bộ quần áo! Tắm rồi con ơi! Con ơi! Về đi tắm với mẹ con ơi! Tao lấy quần cái! Mày muốn làm gì mày làm. Để lấy quần cái. Rồi. Đây. Ê, cho đi. Đây là công kích cá nhân tại vì đầu nó lóng gầu đúng không? Trời ơi, bình tĩnh. Nhẹ nhàng với người ta thôi. Mày có mồm ấy không ạ? Tao không biết mày làm. Cái đó đồng hồ gì đó nhỉ? Rửa sạch nha. Rồi, dạng hái nào, dạng hái nào. Rồi, rửa đi rồi. Mày gọi sạch xà bông chưa chứ đầu như thế. Rồi gọi sạch xà bông, tiếp. Gọi xà bông rồi. Gọi đầu dùng cái. Bán hàng vì content là thật. À, massage đầu chỗ này em ơi. Đâu chỗ này em ơi, đúng rồi. Massage. Đi không? Wow, tên phê. Tên coi đầu này lá bái rồi. Ok. Đây những gì mày. Chúng nó như con mèo ấy. Đây. Đây để tiệm em làm nốt dịch vụ bên mình này. Rồi. Mày coi clip đi không? Ok. Cho nó thầy của nó. Cho thầy đồ tao kiểu. Rốt thì ngon vã lồn. Game chơi đéo đẹp. Game chơi đéo đẹp. Nữa à? Thôi nhưng mà nó lỡ rồi. Có thể là skip cho nó cái này. Tao chọn xuống. Cái nó à? Ai sẽ là người tệ nhất để hẹn hò trong phòng này? Tại sao? Sao bà này có phản ứng kỳ cục nhờ? Tại tao sợ mày chọn tao. Chọn mày làm nếu gì? Đương nhiên là không chọn mà. Người tệ nhất để hẹn hò trong phòng này. Rồi đá không vô đâu. Hai thằng đi với nhau mà, mày đi nhau chẳng nói gì. Không kiểu, khá là gay ấy. Mày hẹn hò với Hiếu nó sẽ. Em có biết trong Interstellar đạo diễn Christopher Nolan đã thực sự trồng một cắn đồng ngô. Tệ nhất để hẹn hò. Ok, rồi. Tại sao? Mày không thích đi chơi với tao rồi, đừng bao giờ rủ tao đi chơi riêng. Tại sao? Ê, mày chuyển qua nó tự hồn cá nhân mà. Tự hồn cá nhân rồi. Tại sao rồi, giờ mày giải thích tại sao? Tệ nhất đi hẹn hò. Tất cả lũ, thà là mày nói cả lũ đều tệ nhưng thằng này tệ nhất. Đúng rồi, ai ở trong phòng này ai cũng tệ hết. À, ok. Trong phòng này ai cũng tệ hết. Mà ai tệ nhất? Và tại sao? Tiếp tục. Không có người tệ nhất trong phòng này, chỉ là tôi phải chọn thì tôi sẽ chọn bạn HK15 ạ. Lý do mình nghĩ mày hẹn hò với nó như nào mà tệ? Không, tệ ở đây là có nghĩa là không hợp, tệ là không hợp đúng không? À, không, cái gu nó không hợp nhau. Đấy, tại vì thằng này nó cứ không hợp gu hay không? Kiểu thằng này nó Japanese, nó sưu tầm kiếm katana, tôi thì không thích kiếm katana cho lắm. Vậy thôi, rồi, 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 rồi
xin lỗi á. Đéo ai chơi trời, đéo ai chơi mày. Từ một cái vậy. Cho mày nhìn, tao không nhìn. Đương nhiên là mày. Cho mày cái đéo gì vậy? Mẹ sắp xếp rồi đúng không? Không, mày nhìn xem. Tao sắp xếp rồi. Mày nhìn tao biết cái này là cái gì? Gì đấy? Chọn một người để make up cho bạn. À, mày biết phải chọn ai rồi đấy. Dạ, sao anh ơi? Tại sao lại chọn mày? Tao make up đẹp. Tao biết make up. Tao không biết đâu. Bà này kiểu đéo gì biết, tao đéo chọn. Tại vì kiểu bà mà biết make up, bà sẽ cố làm tao để xấu. Tao thật đẹp mà. Còn mày mà không biết make up, mày sẽ cố làm tao làm thế nào để đẹp nhất. Thằng Hiếu, mày biết make up không Hiếu? Tao không biết make up rồi. Đéo có hết đất. Không, cũng hết đất. Mày dễ mà. Sương này dễ, sương sương thôi. Nhà hết nước tẩy trang rồi. Tao có, trong phòng có luôn. Tao có mang đủ bia đưa ma luôn. Nhà hết bông rồi. Tao trong phòng có bông luôn. Ngày qua mới make up xong, nay make up lên mụn tiếp. Không có lên đâu. Make up sẽ không lên được. Mà đồ make up ở đâu? Có lòng rồi mai chuẩn bị luôn mà. Ít mẹ, hỏi sao thấy bỏ ra. Ok, đây, tao biết rồi. Ai, chào ai. Nào chúng ta cùng xem mà Rima sẽ xử lý mặt đường dài như thế nào. Gì ai chọn ai đó? Không, tao biết là cái gì nó cũng chọn tao. Đợi lại. Không, chọn fan hoàng. Được. Điều biết make up rồi nhờ, nói trước. Ok, làm tất cả những. Ok, bây giờ đầu tiên cái này là cái gì? Cái này cái ghẻ lông mày. Cái này là cây phấn mà để phối bổ. Không, mày phải có một cái lớp đen như. Đây à. Bây giờ họ không ăn cái kem nhưng mà bây giờ cái này là phấn. Nhà tài trợ này nếu muốn sponsor thì liên hệ tụi tôi nha, nếu không tụi tôi che logo ấy. Từ để cái này bỏ lên. Không, để Phan Hoàng tự làm hết nè. Đi chơi nha. Cho từ nghịch nha. Cho beauty box vào mặt nhiều mụn quá luôn. Không, cái này là không nói, để Phan Hoàng nó tự ngẫm nghĩ tự làm coi nó sẽ làm được những gì. Ý bảo là cái này nó an toàn, cái này nó an toàn tại vì thiên nhiên. Nhắm mắt lại em, nhắm mắt lại. Cái này nó có che mặt không? Che mặt là sao? Đúng rồi. Rồi được rồi Phan Hoàng ơi. Ông cứ làm. Chưa, từ từ, đợi coi kết quả đã. Không có, để cho anh. Tính ra càng ngày càng hợp lý nhỉ. Nhìn cái lớp phấn này nó che đi lớp râu mọc lởm chởm kìa. Ê, cái mồng của Phạm Vy Mai là màu trắng bóc luôn á. Cái đít. Rồi ok. Rồi tiếp. Mong cái này tán đều ra. Mày à? Mày đưa tao mất cúp là xong rồi. Hà Lai là kè mắt mà. Nhắm mắt lại ăn luôn. Đúng rồi. Cái này giống trên TikTok này. Mày phải đánh cái này lên là nhìn trong mắt nó to nè. Nó phải cái đánh càng cao thì mắt càng to đúng không? Mắt mèo á. Ừ. Cao. Ừ. Lại quá luôn nha. Ừ. Ừ. Bỏ ra. Ok, tới son đúng không? Đây có rất nhiều màu. Không, từ cái lông mày. Đầu kia. Đầu nào? Cái này là chú thôi, đầu này là nhẹ nhàng các bạn. Cái này chả có. Chưa, xoay lên xoay cho nó giống như bút chì. À, đi con mẹ nó thế đó. Trời ơi. Đừng nhẹ nhàng thôi nha, cái đừng nó rạy gãy. Ừ. Cái này chả có impact mấy mọi người. Ê, nó dày lên rồi. Lông mày thật sự dày lên. Cái này tài trang hết không ơi? Hết. Chứ mày nghĩ sao tao chỉ được tẩy được. Đi mà tí tao mất cái khẩu trang tao đi về nhà anh Duy nha. Không. Được. Lông mày đậm rồi. Ừ, lông mày nó ra xếp cái bạn. Đây giống kiểu ngày xưa các em hay tả văn với bố này. Bố em lông mày rậm này. Mắt tròn xe này. Rồi. Chết mẹ như đứt rồi. Chờ đứt luôn. Rồi xong màu gì nè? Xong nhiều màu lắm, chọn đi. Oh my. Đỏ đất à? Đúng. Không, màu hồng. Thôi mình phối hai màu lại nhau luôn. Rồi cái chi dưới, cái kia dưới. Màu này là màu kiểu sexy của chỗ nè. Rồi thêm cái dưới nè. Xin sản đáng yêu rồi. Rồi xong rồi. Ờ đẹp. Mọi người công nhận thấy đẹp không? Mọi người đẹp không? Đẹp là được.
Không, đây. Ê, tao được phép xem chứ. Cô làm đấy. Mày được xem tại vì tao rồi nữa kia là tao còn mà cũng phải xin vãi lột. Bán mạng vì content mày. Xin vãi lột. Má nhìn xéo sắc quá trời luôn á. Bán mạng vì content mày. Má còn mắt kẻ kìa. Nhìn xéo sắc quá luôn. Nhưng mà thì lông mày tao cảm giác tao như là mẹ tao ấy. Xâm lông mày ấy mà. Có cái mắt thế giới không? Má, kế đúng thế giới. Ê, sao đi mẹ lên cú mụn đã định. Đây, đeo lần rồi. Ê, mượn tay, mượn tay. Đi mẹ lên. Má, người yêu tao xíu ghen rồi. Ok, rồi, tiếp. Thằng Hiếu rồi. Hiếu rồi, Hiếu. Dạ, sir. Game chơi có đẹp. Rồi, cái cuối cùng là vui nha. Còn cái cuối đây. Đồng ý với tất cả những gì mọi người nói trong vòng một round. Trời. Đồng ý với tất cả quá người. Dễ. Video mày làm đéo hay hiểu nhỉ? Đồng ý luôn. Tôi công nhận là tôi huyền huấn luyện về cái thằng editor của tôi là chưa tới nơi này. Mày không thích khúc thể hương. Đồng ý luôn. Tôi thấy tôi đâu không bao giờ có cửa với không thể hương. Mày đều muốn chơi với chị nữa. Đồng ý luôn. Tao không muốn ở đây thêm một cái giây phút. Thằng Bảo Hoàng nó không hề có một cái tài năng gì và nó thực sự là một thằng thất bại và nó chỉ đi làm hàng ngày làm công ăn lương kiểu kiếm rất là ít tiền so với anh em mình. Đồng ý luôn, cái việc mà nó kẹt lại Hà Nội là con lợn của tư bản là không thể nào chấp nhận được. Remind hài hước. Đồng ý luôn. Tôi rất là thích xem cái tuyển tập chuyện cười Remind 10 phút hàng ngày. Ê, mỗi sáng thức dậy. Remind kể chuyện cười cho Hiếu nghe nha. Đồng ý luôn. Đây là rất hóng chờ cái việc được nghe cái chuyện cười. Tao mày nằm bấm máy. Đồng ý luôn này, bấm là bấm luôn cái máy cho cái lượt tiếp theo này. Tao vay 5 triệu đúng không? Đồng ý luôn, phải đưa tao cái số tài khoản để vào cái vòng xoay này. Rồi vì mai cho cái lượt tiếp theo này. Cháu Châu ơi. Cái cuối cùng mọi người nhá. Để đọc thôi nhá. Đọc cho. Cảm ơn, đừng có cái gì con mày. Cái này tệ quá đi. Cái này tao nghĩ là nó sẽ đéo ổn đâu đó. Tiếp tục đấy, cố lên, 3 giỏi sáng tác mà. Gì đâu. Rap battle với một người bạn chọn. Đồng ý luôn là rap battle rồi. Cái lượt này này. Đấu ai đâu. Gì đấy? Cái gì đấy? Mà we are 50 quick có 50 triệu. Nhớ quen nha em ơi. Nhớ quen nha. Bà muốn đấu với ai bà đấu, nhưng đừng có đấu với tôi, bà không ăn được không? Sang Trần. Đồng ý là cái rap battle này nó sẽ hay hơn nè. Xin chân, beat. Để cho mày chọn beat. Cố phút nó spot quá. Ờ. Thoải mái rồi. Remind MC VCF. Tính là hước thì được chúc S. Chúc S. Tao sẽ hết đất. Hết đất, hết đất sao? Đó. Cho mày 5 cái đúng không? Tại mày mới một lần đầu tiên à. Xuống. Tay xuống. Lên xuống. Ê, không nhớ. Ủa. Rồi, cái mấy rồi? 4 3 3 2 3 4 4 3 Cái cuối. Yeah, kết thúc câu tên rồi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn hôm nay đã coi video của CKG. Nghe bừa vãi luôn. Phải quan tâm lum hết luôn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi cái content này của anh em mình. Nếu như lần đầu anh em mình làm có cái gì đấy sai sót hay là cái gì đấy, mong các bạn sẽ góp ý. Và mong là trong tương lai anh em mình sẽ có cái cơ hội được gặp nhau nhiều hơn. Yep. Để có thể làm những content như thế này. Tại vì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ rất là muốn xem những cái content mà nó out game một tí của anh em mình, cũng biết thêm được những cái về tính cách hay là về cuộc sống của bọn mình nhiều hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và nhớ đăng ký cho Sang Trần, nhớ tham gia trại gà ngủ và nhớ unsubscribe Remind. Oh, yeah. Rồi dọn nhà cho tao. Hai anh em ơi.